cái tính của mỗi người đó là mỗi người nó mỗi khác nhau, và khi mà hai người sống chung với nhau thì luôn phải nhường nhịn nhau, chịu đựng nhau và thay đổi hướng tới những cái tốt, những cái chung tốt để cùng. Chứ mà phải nghĩ là không một cá nhân nào có thể thay đổi một cá nhân nào, đã tánh là tánh, nó quá nhiều thứ nó xảy ra trong một cái thời điểm đó, thì đâm ra mới có cái tình trạng là chia tay. Thực ra mình nghĩ là không phải cái cuộc chia tay này nó không phải do lỗi do ai cả, nhưng mà là đàn ông thì về nghĩ nếu mà có cơ hội mình sẽ cố gắng mình làm tốt hơn để giữ được cái gia đình nhỏ của mình.